Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon Reforged. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ cố gắng đi tiến hóa một cái em Pokemon cuối cùng trong cái bản Reforged 8.1.2 này nha các bạn ơi. Đó chính là cái em Mewsery. Mewsery. Và cái em đó thì chúng ta cần phải bắt thêm khá là nhiều Mewsery khác để mà nó chứa những cái switch nha các bạn ơi. Thì những con Mewsery á, nó sẽ có tỷ lệ là đeo những cái switch khi mà chúng ta thu phục được nó nha. Khá là hay luôn các bạn ơi. Và cái bọn Mewsery đó thì nó xuất hiện vào khi nào, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu thử coi. Mấy em Mewsery, chúng ta sẽ cùng search coi luôn nha các bạn ơi. Mewsery biome. Nó sẽ xuất hiện khá là nhiều vùng đây. Và thời gian là ban ngày hả? Wow, thế là thời gian ban đêm này chúng ta sẽ đi làm gì đây? Chắc ban đêm mình sẽ tiến hành đi bắt các cái dạng đặc biệt khác của Pokemon nha. Chúng ta còn có khá là nhiều dạng khác luôn các bạn ơi. Đó chính là cái dạng Alter nè, dạng Creator, cái dạng Pink Pokemon nè, cái dạng Summer Pokemon, Snowy Pokemon, Rainbow Pokemon, Strike Pokemon và Valencian Pokemon luôn. Wow, khá là nhiều dạng luôn các bạn ơi. Đầu tiên thì chắc mình sẽ đi qua cái vùng Savanna trước nha các bạn ơi. Đây là một cái vùng chứa khá là nhiều cái dạng đặc biệt khác của Pokemon đó các bạn à. Và bây giờ mình sẽ cùng thử sức coi. Qua Savanna liệu chúng ta có gặp được may mắn gì không nha. Đó, xịn sò con bò luôn. Đâu, Savanna rồi. Mình sẽ kiếm cái Savanna nào gần đây đi ha. Có cái thứ hai và cái thứ ba nè. Mình lấy cái thứ ba thử coi. Vùng này nó rộng không ta? Để mình cùng kiểm tra coi. Nó cũng khá là rộng các bạn ơi. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp được nhiều cái dạng Pokemon đặc biệt ở bên đây nha. Ôi, chúng ta gặp được một con Dilin nè. À, và mình cũng sẽ kiểm tra luôn. Mình đã có được cái viên ngọc của con chim băng rồi nè. Và mình còn phải luyện thêm 244 em Pokemon nữa thì cái viên ngọc này mới đầy đó các bạn à. Ủa, mình còn một cây kẹo này để làm cái gì vậy ta? À, hình như là chờ Solgaleo lên cấp á, rồi mình sẽ cho nó ăn. Wow, chỗ này có một cái vùng hưu nhìn khá là xịn sò luôn các bạn ơi. Và bên kia chúng ta có được một em bọ nè. Chỗ này là con gì đây? Rattata hả? Ở đây thì chúng ta có được em Pinsir. Wow, ngon lành nha. Wow, gặp được ông Fisherman chỗ này luôn. Ngon vãi cả chưởng ạ. Wow, mình lại gặp thêm một con Galarian Zigzagoon nè các bạn ơi. Mình sẽ xài chiêu lửa thánh với nó nha. Sacrifice nó liền. Wow, dưới đây có một con Grilber. Nhưng mà như nó đã nằm ở dưới hang rồi các bạn à. Bên kia thì có được một con Bumkapu. Một con bí ngô. Nhắc tới bí ngô thì chúng ta sắp tới Halloween rồi các bạn ơi. Sắp tới Halloween rồi. Nhưng mà mình đã tiến hóa hết tất cả các cái dạng Halloween khác luôn rồi. Uổng phải cái trưởng à. Wow, bên đây mình gặp được một em Apo nè. Để coi thử là Apo gì đây. Con này mình có chưa ta? Mình cùng kiểm tra coi. Giống như con này mình có vậy ta. Mình sẽ cùng kiểm tra lại nha các bạn ơi. Nó có khá là nhiều dạng Apo cho chúng ta luôn. Và mình có thể coi được những cái dạng khác của nó nè. Mình còn hai dạng nữa chưa bác, đó chính là dạng secondary color và apodac hả? Còn hai dạng nữa. Còn cái con apod này thì mình đã có rồi. Mình sẽ tiến hành đốt nó luôn nha. Dãnh củ tỏi liền, nó cho mình một miếng thịt thỏ nè. Và khá là nhiều thịt thúi. Giờ thì mình sẽ tiếp tục đi qua một cái vùng savanna đi ha. Wow, và vào giữa tối á, tại cái vùng plain này nè, cái vùng đồng bằng này nè, chúng ta cũng có thể có cơ hội gặp được một cái em Zoroark. Cái dạng Alter luôn nha bạn ơi. Dạng đặc biệt luôn đó. Ủa, cái vùng Savannah phía bên này mình vẫn chưa khám phá luôn hả? Hay nha. Vậy thì mình sẽ khám phá luôn. Mình gặp được một con Rattlot nè. Ủa, sao con này mình có thể gặp được vậy ta? Ôi, nó hiếm xuất hiện lắm nha các bạn ơi. Em này là tiến hóa của cái em Rippy ở trên đầu nó nè. Nhìn siêu xịn sò luôn. Ngoài biển thì có em Pikimikyu xuất hiện. Để mình coi thử Pikimikyu này là dạng gì đây. Wow, chỉ là dạng thường thôi bạn ơi. Uổng nha. Chúng ta có cái dạng Pikimikyu mà Alter đó bạn ơi. Đó là dạng đặc biệt nhưng mà nó sẽ rất là hiếm để xuất hiện luôn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi về nhà và lấy những cái Lucky Egg để mà đeo cho Pokemon cho nó mau lên kinh nghiệm nha các bạn ơi. Các bạn có comment bảo mình là nên làm như vậy. Cho nó nhanh. Ok, mình sẽ kiếm Lucky Egg thôi. Lucky Egg thì mình hình như mình có cũng khá là nhiều đây. Đây các bạn ơi, mình có được hai cái Lucky Egg nè. Chắc mình sẽ tiến hành đeo cho một em, đó chính là Solgaleo đi ha. Mình sẽ tạm tháo cái Solgaleo Z của nó ra.
và cất nó vào trong ba lô đi ha. Cất vào trong ba lô vàng đi. Ba lô vàng mình hay để những cái phụ kiện cho Pokemon đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm em Mewtwo thôi bạn ơi. Khi bắt mấy con Mewtwo thì chúng ta sẽ có tỷ lệ mà nó giữ đồ chúng ta đó. Ui, bên này có cái gì động đậy nữa các bạn ơi. Em Pokemon gì đây? Ui, đây các bạn ơi. Cái con Portigit nè và con Prilum, hai con luôn. Ở cái con Portigit này thì chúng ta có thể bắt nó được nữa nha các bạn ơi. Nói chung thì cũng khá là xịn sò luôn. Đây, mình sẽ tiễn em này lên đường thôi. À, mình phải chọn mục tiêu, quên. Mình đang thách đấu một lần hai con nữa các bạn ơi. Em Portigit này thì nhìn trong những cái tập trước đó mình đã có bắt rồi. Đó, con này thì nó xuất hiện khá là hiếm nha các bạn. Nên là các bạn nếu mà thấy thì cũng nên bắt đi, chứ đừng có đánh bại như là mình. Tại vì em này mình đã có rồi. Đây, tiễn cái em Portigit này lên đường luôn. Đó, ngon chưa? Đây, chúng ta gặp được một con Mewtwo nè các bạn ơi. Phía bên này nha, Mewtwo. Ngon. Hình như là nó ở dưới thì phải. Để mình bộ cái hiệu cái đã. Rồi, Mewtwo. Em nó đâu rồi? Trốn đâu rồi ta? Dưới này hả? Đây đây đây, em nó nè các bạn ơi. Mewtwo. Mình sẽ tiến hành lượm em nó thôi. Lượm bằng Whipball thôi nha các bạn ơi. Em này nó mới cấp 20 thôi. Cứ Whipball mà quăng ra thôi là được rồi nha. À, thành công luôn. Mewtwo. Và em này có đeo cái gì không? Oh, nó có đeo switch. Yes. Chúng ta đã có được một lọ switch rồi nè. Mình sẽ tạm cất cái con Ragabun vô nha. Tạm cất Ragabun vô đi ha. Mewtwo này thì đeo switch gì đây? Đây là lớp switch. Ây, xịn thiệt sự hả? Chúng ta còn 6 cái loại switch khác các bạn ơi. Oh, Fairy switch nè, Clover switch nè, Flower switch, Ribbon switch, Star switch hả? Và Strawberry switch. Wow, khá là nhiều luôn các bạn à. Hả? Và đây chúng ta còn một con Ponyta nè. Ponyta gì đây? Phải là Ponyta Galarian không? Thì chúng ta sẽ ra kiểm tra coi. Đây là Ponyta thường thôi. Rồi, em thử thì mình sẽ tiễn nó lên đường luôn. Nói chung thì có switch là được rồi. Ủa? Sao đánh nó không bị gây sát thương vậy? Đánh như thế này thì mới chịu đúng không? Đây, mới đây gặp được một con Mewtwo khác nữa nè. Đấy, con này bự hơn phải không? Hy vọng là nó giữ switch cho chúng ta nha. Giữ switch cho tôi nha. Và mình sẽ thu phục nó thôi. Vẫn bằng Whipball thôi các bạn ơi. Cấp 20 không à? Rất là dễ luôn. Oh, một con Bonita khác lại xuất hiện nè. Để mình coi Mewtwo này thì có switch không? Không rồi các bạn à. Không có switch luôn. Chúng ta đang có 3 con Mewtwo rồi. Nhiều vãi cả chưởng hả? À, một con Mewtwo khác lại xuất hiện nữa nè các bạn ơi. Wow, tụi này thì nó xuất hiện khá là phổ biến luôn. Nên các bạn sẽ rất là yên tâm luôn về cái việc là tìm switch nha. Nói chung thì cảm ơn thông tin mà các bạn đã comment ở dưới những cái video lần trước cho mình nha. À, rồi, thu phục thêm một em nữa rồi. Mewtwo này thì có gì không? Ôi, cũng không có gì luôn. Wow, nói chung cái tỷ lệ ra switch nó cũng khá là khó. Và đây rồi các bạn ơi, mình gặp được em UC rồi nè. Trời đất ơi, UC. UC tôi cũng đã có rồi. Em này thì chắc tiêu diệt nó quá. Rồi, nó dành củ tỏi luôn rồi. Và nó cho mình những cái Primarine Shark nè. Và Ruby. Wow, nói chung thì cũng khá là ngon đó. Alakazam đúng không? Tôi sẽ đi thách đấu luôn. Đây, mình gặp được một em boss Mega nữa các bạn ơi. Oh, siêu ngầu luôn nha. Alakazam nó có mấy cái muỗng nè. Khá là nhiều muỗng bay xung quanh nó luôn. Nhìn hay ha. Rồi, Dynamax lên luôn các bạn ơi. Xài chiêu Must Steel Spy này nha các bạn ơi. Must Steel Spy. Oh, và Sol Galio của chúng ta đã đạt được cái lượng máu là 575. Rất là kinh khủng luôn. À mà nhắc mới nhớ, mình vẫn chưa được viên kẹo Dynamax nào luôn. Kể từ đầu tới giờ các bạn ơi. Hay là do mình không có mở mấy cái rương ta? Để mình sẽ thử kiểm tra coi. Chắc mình phải thử đi mở rương quá. Không biết là mở rương nó có cho mình kẹo Dynamax không nữa. Oh, đây đây, Mewtwo đi rồi. Nhắc thì nó mới chịu xuất hiện đó các bạn à. Đây, nó ở trên đây nè. Mình sẽ cùng đi lên bắt nó thôi. À, đây rồi các bạn ơi. Cấp 15 thôi. Ủa, sao em này cấp thấp quá vậy? Cấp thấp cấp cao gì tôi cũng lụm hết. Mewtwo. Hy vọng em này sẽ đeo những cái switch cho chúng ta. Rồi, em này có kẹo không ta? Ôi, không có kẹo rồi.
Xui nha. Lại là một em Musiri thường rồi. Cái em Son Galio này thì sắp lên cấp 99 rồi. Chắc mình sẽ để cho nó một xíu đi ha. Tí nó lên cấp 99 rồi mình sẽ cho nó ăn kẹo cho lên cấp 100 luôn. Đó. Vậy mới tiện chứ. Phía này chúng ta gặp được một em Musiri nữa nè các bạn. Giờ thì mình sẽ tiến hành bắt nó tiếp thôi. Đó. Hy vọng là nó sẽ chứa những cái switch chúng ta nha. Rồi em này có switch không? Bắt bằng switch ball nè. Hy vọng là có switch nha. Và thành công rất là dễ luôn các bạn ơi. Đó. Ủa nó đâu rồi? Mình sẽ cùng kiểm tra thử coi. Đây Musiri. Ôi và chúng ta có được 6 em rồi. Và nó không có switch rồi các bạn ơi. Khá là uổng luôn. Ủa cái con Musiri này nó không xuất hiện tại cái vùng jungle hả ta? Mình tính đi qua vùng jungle để mà bắt mấy cái em Pokemon mà cái dạng đặc biệt đó các bạn ơi. Nhưng mà Musiri á nó không có xuất hiện ở bển. Ôi uổng nha. Ôi, và lần này mình sẽ bắt em Musiri này tiếp tục. Hy vọng là nó cho mình kẹo. Có kẹo không? Không có kẹo luôn. Trời ơi khó quá vậy. Bên đây thì mình gặp một cái hội quán hệ tâm linh hả? Ui cái hội quán này như đi vô nó khá là chóng mặt luôn đó các bạn. Kinh khủng lắm. Đi vô là muốn là hết ra luôn đó. Đây chúng ta có được khá là nhiều đồ nè. PP Max. Oh. Nói chung thì các bạn nên mở những cái chest trong những cái trung tâm hồi máu cho Pokemon đó. Nó cho mình đồ nhiều phải chưởng hả? Mình có được PP Max rồi nè. PP Max này chắc mình sẽ cho Sivali quá. Cho nó cái chiêu Multi Attack này đi nha. Cho nó maximum luôn. Và bây giờ cái số lần sử dụng của Multi Attack đã tăng lên là 16 lần các bạn ơi. Đó, maximum luôn rồi đó nha. Bên đây thì chúng ta gặp được một em Pachirisu nè. Đâu rồi, một em boss. Đó, nó ở trên cây nè. Ôi con này ở trên cây các bạn ơi. Mình sẽ dứt nó luôn nha. Dynamax lên luôn. Xài chiêu Max Darknet nha các bạn ơi. Oh, và đây là Sivali Dynamax. Ôi, máu chỉ có là 404 thôi. Nhưng mà như vậy là cũng rất là đủ rồi. Max Strike một phát nữa nè. Max Strike. Oh, một khúc máu luôn. Rồi, chúng ta có thể duy trì cái trạng thái Dynamax này trong vòng một tên nữa thôi. Chỉ ba tên thôi nha các bạn ơi. Cái tên thứ tư nó sẽ nhỏ lại đó. Ôi, hên quá. Cần ba tên là chúng ta có thể đánh bại được cái em boss đó rồi. Và đây, mình sẽ tiến hành cho Sivali lên cấp 86 luôn. À, có một con Musiri khác lại xuất hiện nữa nè các bạn ơi. Ngon, Musiri xuất hiện hoài như vậy, tốt hơn không? Đó. Quay, đây là Musiri cấp 12 thôi. Whitbon hả bạn ơi? Tập ngày hôm nay quanh quẩn đi bắt Musiri thôi. Và gặp được cái dạng đặc biệt nào thì chúng ta hay cái dạng đó thôi. Đây rồi. Em Musiri này thì chúng ta có được cái Ripple Switch các bạn à. Ngon. Mình sẽ lấy cái switch này ra trước đi ha. Bên đây thì mình lại gặp một em Musiri khác nữa. Đó, thế là chúng ta đã có được hai loại switch rồi đó. Em Musiri này thì có loại switch nào không? Hy vọng là có nha. Đây, vẫn tiếp tục là Whitbon thưa các bạn ơi. Chắc mình bắt cho hết Whitbon tập ngày hôm nay quá. Không tin là không có được 7 loại switch. Ôi, lại là cái Ripple switch nữa. Trời ơi, hay là tại cái vùng Saga này thì chỉ có Musiri Ripple switch thôi ta. Đây, nó ở đâu? Nó ở chỗ này hả? Lụm nó luôn thôi các bạn ơi. Em này có đeo switch gì không? Trời ơi, không đeo switch nào luôn. Vãi ạ. Thôi, cất nó vào trong đây đi ha. Cất nó vào trong đây đi. Ủa, chúng ta đã có rất là nhiều Musiri luôn rồi. Wow, ôi, bên đây một em nữa nè. Sao nó nhiều kinh khủng vậy? Ôi, mình gặp được một con Jetpin luôn. Đây là Pokemon khởi đầu của gen thứ 7 nữa các bạn ơi. À, nó cũng khá là hiếm để mà xuất hiện đó. Rồi, tập hôm nay bắt đầu thấy mùi hên rồi đó nha. Đây, vẫn tiếp tục là Musiri. Và Whitbon thôi các bạn ơi. Lần này thì... Yes! Ui, lại đeo Love Switch nữa. Vẫn là Love Switch thôi các bạn ơi. Chúng ta đã có được hai cái Love Switch và hai cái Ripple Switch rồi. Chắc bây giờ thì mình sẽ tiến hành đeo Switch cho Musiri trước nha các bạn ơi. Và mình sẽ tiến hóa một em đi ha. Để mình thử tiến hóa một em Musiri thử nha các bạn ơi. À và để mình qua đây mình bắt trước một em đi ha. Uầy, mình mới vừa tìm ra cái công thức để mà tiến hóa một em Musiri. Và nghe nó cũng khá là khó khăn đây. Rồi mình bắt trước cái em này đi ha. Đấy, Musiri cấp 20. Lụm nó thôi các bạn ơi. Và em này thì có cái kẹo nào không ta? Chúng ta sẽ cùng kiểm tra coi.
Nó không có kẹo rồi. Cay vậy. Rồi mình sẽ cho cái em này tiến hóa trước nha. Chúng ta sẽ cho nó lost switch tại cái vùng Bird Forest nha. Ok, mình sẽ quay 360 độ thì cái con Mewtwo này nó mới tiến hóa được nha các bạn ơi. Cái công thức nó là như vậy. Kinh chưa? Và đây, Mewtwo đang bắt đầu tiến hóa rồi nè. Ồ, và nó đã lên con On Creamy. Và đây, chúng ta đã học được cái chiêu Decorate rồi các bạn ơi. Là chiêu trang trí hả? Mình sẽ thay cái chiêu Aromatic Smith này nha. Ồ, đó à. Tính ra cái con Mewtwo này một cái kem hả? Nhìn khá là cưng luôn các bạn ạ. Đây, chúng ta sẽ cùng kiểm tra coi có bao nhiêu loại On Creamy nha. Wow, nhiều phải chưởng luôn. Chúng ta có được loại On Creamy Straw Ruby Cream nè. Ôi, mình sẽ cùng kiểm tra coi có bao nhiêu loại nha bạn ơi. Có tổng cộng là 63 loại On Creamy các bạn à. Kinh khủng vãi cả chưởng hả? 63 loại On Creamy. Ôi. Và đây là em Pokemon thứ 880 của mình. Em này thì là vẫn là 99% bạn ơi. Còn một em nữa là em nào đó thì mình chưa biết. Trời ơi, bị thiếu một con rồi. Chúng ta có tổng cộng là 7 loại kẹo và 9 cái bùn xả bay ôm. Tương ứng là 7 x 9 là 63 loại On Creamy nha các bạn ơi. Nếu mà ai có đam mê về On Creamy thì các bạn có thể tiến hóa cái em này nha các bạn ơi, theo cách của bạn nha. Wow, và ở đây là mình đã có một loại rồi. Hình như đây là cái con On Creamy Vanilla các bạn ơi. Nó sẽ được tiến hóa tại cái vùng Bird Forest nha. Oh. Wow, và nó có kẹo là những cái ở trên đầu này đó hả? Wow, nhìn cũng khá là xịn sò đó. Mình sẽ đọc sơ qua cho các bạn về chín cái biome mà cái con Mewtwo này có thể tiến hóa. Đó chính là vùng Bird Forest, vùng rừng Bạch Dương này nè. Vùng Taiga là cái vùng rừng lá kim. Vùng Jungle, vùng Forest, vùng Root Forest, Cold Taiga, Extreme Hill Cộng, Mega Taiga và Mushroom Island nha. Và chúng ta có được 7 cái loại sweet. Cái Strawberry Sweet thì chúng ta có thể dùng vào cái lúc bình minh nha. Berry Sweet thì chúng ta có thể dùng vào buổi trưa. Love Sweet thì có thể dùng vào ban ngày. Star Sweet thì có thể dùng vào ban đêm. Clover Sweet có thể dùng vào buổi hoàng hôn. Flower Sweet có thể dùng vào buổi sáng sớm. Và Ribbon Sweet chúng ta sẽ dùng vào midnight, đó chính là buổi giữa đêm nha các bạn ơi. Rất là kinh khủng luôn. Rồi, thì mình vừa cho cái con Mewtwo nó một cái cây Love Sweet rồi. Oh, và đây là cái cây Ribbon Sweet. Ribbon Sweet thì chúng ta có thể dùng vào giữa đêm thôi. Hồi nãy Love Sweet thì chúng ta dùng vào ban ngày đó các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ tiến hành tiến hóa cái em Mewtwo này tại cái vùng Root Forest nha các bạn ơi. Và đây là vào buổi sáng nên mình sẽ quyết định dùng Love Sweet nha. Đây, phải đúng cái địa điểm và phải đúng thời gian dùng kẹo nữa. Ok, cho nó ăn nè. Và chúng ta sẽ quay một vòng 360 độ. À, và đây rồi các bạn ơi. Mewtwo của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa rồi nè. Uầy, tiến hóa một con thôi mà nó khó phải cả chưởng các bạn ơi. À, và lần này nó sẽ lên. Uầy, màu khác rồi hả? Đây, On Creamy. Ui, Decorate. Mình sẽ tiếp tục thay cái chiêu Aromatic Smith này các bạn ơi. Chúng ta có được một con Butterfree. Ôi, Butterfree bình thường thôi bạn à. À, đây, hai cái con On Creamy khác nhau rồi nè. Wow, mình sẽ cùng kiểm tra coi. Cái màu hồng đó chính là On Creamy Club Vanilla Cream các bạn ơi. Đó, là cái con On Creamy đầu tiên của mình. Cái con này nè, Vanilla và Club. Ồ, là cái con đó các bạn ơi. Con thứ hai có tên là On Creamy Club Lemon Cream. Wow, đây là một cái loại kem khác nữa nè các bạn ơi. Xịn nha. Tại vùng Root Forest thì nó sẽ ra là Lemon Cream nha. Love Lemon Cream. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi qua cái vùng khác đi. Chúng ta đi qua cái vùng Mushroom Island đi. Coi thử nó ra được cái con On Creamy gì đây. Xịn và cái chưởng hả? Mình còn một cái cây Love Sweet nữa mà. À, qua Mushroom Island thôi các bạn ơi. Đây rồi, qua Mushroom Island rồi nè. Giờ thì mình sẽ tiến hóa thêm một con nữa nha. Quá là nhiều Mewtwo trong tập ngày hôm nay luôn. Đây, và đây chính là con Mewtwo thứ 3 mình sẽ tiến hóa nha. Và vào ban ngày thì chúng ta vẫn tiếp tục dùng Love Switch thôi. Mình sẽ cho nó Love Switch nha các bạn ơi. Và chúng ta sẽ quay 360 độ nha. Đây rồi, em Mewtwo của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa nè. Wow, càng ngày càng xịn các bạn ơi. Cái cách tiến hóa nó cũng độc lạ nữa. Để coi ở cái vùng Mushroom Island thì nó sẽ ra cái con Mewtwo nào đây. Wow, đây là On Creamy. Khá là khác biệt luôn các bạn ơi.
chúng ta học được decorate tiếp nè. Và lại là một cái dạng origami khác nữa. Nó giống cái dạng này không? Uầy, khác luôn các bạn ơi. Quá là nhiều dạng luôn. Và đây chúng ta sẽ cùng kiểm tra coi đây là cái dạng nào mới được nha. À, nó là cái dạng này các bạn ơi. On Creamy Love Rainbow Swirl. Nó là cái dạng này nha. Uầy, thế là chúng ta đã có được 3 dạng rồi. Khá là hay luôn các bạn ơi. Ba màu khác biệt nha. Uầy, rất là dễ bị nhầm luôn các bạn ơi. À, mình vẫn chưa thử là nên quay cùng chiều hay là ngược chiều kim đồng hồ nữa các bạn ơi. Hình như là trên cái trang wiki của Pokemon á, thì chúng ta có thể quay cùng chiều là nó sẽ ra một loại, và quay ngược chiều kim đồng hồ thì nó sẽ ra một loại On Creamy khác. Nhưng mà trong cái Pixelmon này á, hình như mình chỉ có quay một chiều thôi thì phải á. Quay chiều nào thì nó cũng như chiều đó hay sao các bạn ơi. Thấy nó cũng không có khác gì hết á. Bây giờ là 17.300 rồi. Có em Venusaur dưới đây nè. Để mình tiến hóa cái con Mystery này trước đi, rồi mình đánh Venusaur sau nha. Ok, và bây giờ thời gian đã tới rồi. Mình sẽ cho mấy cái em Mystery này cái Ripon Switch này nha. Rồi, quay một vòng thử coi. Đây, và Mystery của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa rồi nè các bạn ơi. Ngon lành cành đào luôn. Và lần này nó sẽ lên cái dạng gì đây? Sẽ là một cái dạng Mystery rất là đặc biệt đây. Wow, Ripon Switch. À, nó thay đổi cái nơ ở trên đầu nó rồi nha các bạn ơi. Ra là vậy. Và đây rồi, mình đang ở tại cái vùng Taiga nha các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành tiếp tục tiến hóa cái em Mystery này nha. Lần này mình sẽ quay theo cái chiều khác thử coi. Đó, hình như là quay chiều nào cũng được các bạn ơi. Chỉ cần quay 360 độ lại thì nó sẽ tiến hóa thôi. Vẫn là cây Respawn Switch tại vùng Taiga. Và nó sẽ lên dạng gì đây? Chúng ta lại có thêm một cái dạng Onrimi khác nữa rồi các bạn ơi. Xịn sao con bò luôn. Uầy, và nhờ cái cây Ripon Switch nó đã thay đổi cái hai cái nơ trên đầu nó rồi nè các bạn ơi. Hồi nãy những cái cây Lust Switch là cái nơ trái tim, và Ripon Switch là những cái kẹo hình cái nơ luôn các bạn ơi. Rất là tuyệt vời luôn nha. Đây là cái dạng gì đây? Mình sẽ cùng kiểm tra thử coi. Tại vùng Taiga. Đây rồi các bạn ơi. Chúng ta có một dạng ở tại cái vùng Root Forest nha các bạn ơi. Ribbon Wish ở cái vùng Root Forest có tên là đâu rồi đây, Ribbon Lemon Cream nha các bạn. Và tại cái vùng Taiga thì em này có tên là đâu rồi, Ribbon Ruby Cream nha. Tại Taiga thì có tên là Ruby, còn em này là Lemon nha các bạn. Khi nào mà có thời gian thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đi thu phục những cái em Mystery và On Creamy nha các bạn ơi. Thì để bây giờ mình kiểm tra level của mấy em này coi. Cái em Sivili nó sắp tiến hóa rồi. Uầy, cái gì vậy? Wow, một em Pokemon rất là to đang xuất hiện luôn các bạn ơi. Và em này chắc mình cũng sẽ xử nó luôn đi ha. Đây là Colossal. Ok, xử nó luôn các bạn ơi. Nửa cây máu rồi. Làm một phát nữa các bạn. Dãnh cứu tỏi luôn. Nhưng mà Sivili nó vẫn chưa lên cấp à. Khó quá vậy. Bên đây có một cái Poker Chest nè. Chúng ta sẽ cùng đi mở rương coi. Được ở Awakening nè. Đây chúng ta gặp được một em Togekiss nè, cấp 46 luôn. Mình sẽ tiến hành dứt em này nha. Hy vọng là Sivili có thể lên cấp được. Wow, em này trâu quá vậy. Hay là mình xài chiêu này nó không có gây sát thương nhiều cho nó được. Ui, có vẻ không ổn rồi các bạn ơi. Mình sẽ chuyển qua cái chiêu Rin này đi ha. Dãnh cứu tởi luôn. Và đây rồi. Có một con Mystery khác lại xuất hiện kìa. Mình sẽ cho em Sivili này lên cấp 89 trước đi ha. Luyện rất là nhanh luôn. We'll be right back.
Các bạn ơi, mình vừa có được thêm một cái cây flower sweet nữa nè, rất là xịn luôn. Lại là một cái loại kẹo ngọt nữa. Đây là flower sweet luôn. À, xịn sò nha. Cái này thì chúng ta có thể dùng vào cái lúc nào đây ta? Lúc sáng sớm. Ồ, mình sẽ dùng vào lúc sáng sớm luôn. Ôi, bây giờ thì mình dùng vẫn được nè. Ngon lành. Giờ mình sẽ cho cái em Musuri này tiến hóa từ cái vùng Kotaga thử nha các bạn ơi. Đây rồi. Và đây, nó đang bắt đầu tiến hóa bạn ơi. Mình xài cái cây flower sweet đó, cái cây kẹo flower đó. Và phải vào buổi sáng sớm á, thì nó mới được nha bạn ơi. Thời gian từ 0 tới 6.000 đó. Và đây rồi. Chúng ta đã có được một cái dạng khác nữa của On Creamy rồi nè. Ngon lành cành đào luôn. Mình sẽ thay cái chiêu whisky này đi ha. Wow, nhìn rất là dễ cưng luôn các bạn ơi. Đây, nó đã thay đổi hai cái nơ trên đầu nó rồi. Nó thành hai cái bông hoa rồi các bạn ơi. Tại vì đây là flower sweet rồi mà. Đó. Và đây là một cái dạng khác nè. Đó, một cái dạng đặc biệt nha. Cái dạng này sẽ có tên là Flower Salted Cream nha. Cái kem hoa muối hả? Đây rồi, mình sẽ đi kiếm nó thử coi. Đây rồi các bạn ơi, mình sẽ kiếm nó coi. Đây nè. Flower Salted Cream nè. Cái kem muối các bạn à. Hay vả chưởng à. Tại cái vùng lạnh giá nè. Và dùng cái flower cream thì nó sẽ ra cái con On Creamy kem muối. Hay thiệt sự. Ok, chúng ta lại có thêm một cái dạng On Creamy mới rồi. Ngon lành cành đào luôn nha các bạn ơi. Wow, tập hôm nay thì chúng ta đã có được 6 dạng luôn rồi đó. Và nãy giờ mình có đi tìm cái Galarica Twig này. Thì cái cách để tìm cái Galarica Twig này á, thì chúng ta chỉ cần dùng Pokemon xài cái chiêu tìm kiếm xung quanh đây thôi các bạn ơi. Đây, mình sẽ dùng cho các bạn coi nè. Đây, mình sẽ kiếm cái chỗ nào rộng rộng đi ha, chỗ này đi ha. Ho-Oh nè. Chúng ta có cái chiêu Forest. Đây các bạn ơi, đây cái chiêu các bạn có thể nhìn thấy ở cái góc trên bên phải nè. Hoặc là đây, chúng ta bấm vào trong này nè. Đó, dùng nó thôi. Cái con Ho-Oh nó không tìm được thứ gì rồi, mình sẽ đổi qua cái con khác thôi bạn ơi. Mình có thể tìm kiếm tại các cái vùng sau đây: Taiga, Redwood, Kotaiga và những cái rừng cây ở trên núi nha các bạn ơi. Mình sẽ cho nó tìm tiếp tục nè. Đây, Sivili nó đã tìm cho mình một cái Lapis rồi nè. Ôi, cái này cái gì vậy? Có một con Musuri khác lại xuất hiện các bạn ơi. Nói chung là mình đã chọn ở tại cái vùng Taiga để mà tìm cho nó dễ luôn. Vừa có thể tìm được Musuri mà vừa có thể tìm được luôn những cái Galactica Twig cho chúng ta đó. Rồi, lần này mình sẽ thu phục coi cái em Musuri này nó sẽ cho mình cái gì đây. Hy vọng là một cái cây kẹo mới. Trời ơi, cũng kiểm tra coi. Một cây Club Switch nè các bạn ơi. Đây nè, Club Switch nè. Đó, ngọn lành cành đào chưa. Ok, rồi mình sẽ cất cái Club Switch này trong đây nha. Ôi, và mình được thêm một cái Galarica Twig nữa rồi. Xịn vãi cái chưởng ạ. Nãy giờ thì mới được có hai cái thôi bạn ơi. Toàn là mấy cây apricorn nè, cũng như là mấy cây hoa. Cái này mình trồng mà nó lớn luôn lên luôn rồi. Sẵn tiện thì chắc mình sẽ làm thêm 3 đợt nữa đi. Quay về tổ này thì vẫn chưa được luôn các bạn ơi. Và con Musuri này thì ơi vẫn chưa được gì luôn. Và mình mới thêm được một cái cây kẹo nữa, đó chính là cái strawberry sweet. Strawberry sweet thì chúng ta có thể dùng vào cái lúc bình minh nha các bạn ơi. Và thì chắc những cái kẹo này á mình sẽ để trong những cái tập tiếp theo đi ha. Tập này á quá là nhiều cái dạng của cái con On Creamy rồi. Tiếng hóa của Musuri đó thì mình đã có được 6 dạng rồi. Nói chung là quá đủ rồi bạn ơi. Để mà sưu tầm hết đủ 63 cái dạng thì thôi chắc khó mà có thể hoàn thành được các bạn à. Tại vì PC mình nó đã full rồi, nó quá là nhiều Pokemon luôn rồi. Rồi, thì chắc cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bật lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Trong tập sau thì mình sẽ cố tiến hành kiếm thêm những cái Galarica Twig nữa để mà có thể tiến hóa cái em Galarian Slowpoke nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.